Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một chiếc thuyền mô hình từ ván ép 3 ly này và sử dụng motor 75, hai motor 75, đều tốc motor. Khớp nó mềm để liên kết hai motor với nhau.
mình vừa hoàn thiện xong phần thân thuyền. Thuyền dài 90 xăng. Phần lưng dưới dài 41 xăng. Phần ngang là 26 xăng. Mình vừa hoàn thiện xong chiếc thuyền. Hai motor 75. Mình sử dụng pin LiPo 12V. Xe vô lái.
Mình sử dụng chân vịt 5cm. Mình có làm miếng xốp để chống chìm cho thuyền.